Nhóm thứ nhất là sự tin tưởng vào bản thân mình. Và nhóm thứ hai là sự tin tưởng vào những đối tượng khác ngoài mình. Đầu tiên chúng ta phải hiểu một điều rằng sự tin tưởng á, nó sẽ tạm được chia thành hai nhóm đi. Nhóm thứ nhất là sự tin tưởng vào bản thân mình. Và nhóm thứ hai là sự tin tưởng vào những đối tượng khác ngoài mình. Sự tin tưởng vào bản thân và vào sự tin tưởng vào các đối tượng khác. Và cái nào là cái quyết định cái còn lại? Sự tin tưởng vào bản thân sẽ quyết định sự tin tưởng vào những đối tượng khác. Vậy thì sự tin tưởng vào bản thân mình là gì? Sự tin tưởng vào chính mình, nó là việc mình tự ý thức được những giá trị, những vai trò, những năng lực, những điều mà mình có thể làm, mình có thể tạo ra trong cuộc sống này. Tin tưởng vào ý nghĩa, nhận thức, ý thức được cái ý nghĩa, cái giá trị của chính mình trong cuộc sống này. Cái đó chính là niềm tin của mình vào bản thân mình. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống chúng ta đánh mất đi cái niềm tin này. Trong cuộc sống tại sao đôi lúc chúng ta đánh mất đi sự tin tưởng? Đôi khi mình, bản thân mình không thể tin tưởng được. Thì không tin tưởng vào một sản phẩm, không tin tưởng vào một con người, không tin tưởng vào một đội nhóm, không tin tưởng vào chính mình. Tại sao? Bạn thử nghĩ xem. Tại sao bản thân không tin tưởng? Bản thân không tin tưởng á, có thể là bởi vì bản thân đó đã vấp ngã, đã sai lầm. Chưa có thành tựu. Có phải vậy không? Mình thấy mình làm việc gì mình cũng hỏng hết. Mình thấy cuộc đời của mình đến bây giờ rồi chưa đạt được cái thành tựu gì hết. Mà nhìn bên ngoài người ta thành tựu quá trời à? Và mình thấy mình vấp ngã nhiều quá, mình sai lầm nhiều quá. Và đến thời điểm này rồi, mình thấy mình chưa làm được cái việc gì có ích lắm. Thế là dần dần mình mất đi niềm tin vào bản thân mình. Những người mà nhiều tổn thương, nhiều nỗi đau cũng rất dễ mất niềm tin vào bản thân. Rồi những cái người nào mà dễ mất niềm tin vào bản thân nữa? Những cái người mà yếu đuối, mà mong manh cũng rất dễ mất niềm tin vào bản thân. Vậy làm thế nào để những cái đối tượng này có thể có niềm tin thêm vào bản thân mình? Đầu tiên, những đối tượng này cần phải hiểu rằng việc mất niềm tin vào chính mình á, nó cũng không phải là một trạng thái bền vững. Có nghĩa là rồi nó cũng sẽ thay đổi đấy. Việc mình vấp ngã hay sai lầm nó cũng không phải là một trạng thái bền vững. Việc mình chưa có thành tựu nó cũng không phải là một trạng thái bền vững. Có nghĩa là rồi sẽ có lúc nó thay đổi chứ. Và khi sự vô thường nó đến á, thì nó cũng sẽ chuyển hóa những điều này, nó cũng sẽ thay đổi. Và nữa, đó là chúng ta cần phải ý thức được rằng thành tựu, sai lầm, thất bại có ý nghĩa và giá trị như nhau. Nếu như bạn ý thức được rằng thành tựu, sai lầm và vấp ngã nó có giá trị như nhau trong cuộc sống, thì bạn không sợ cái sai lầm của chính bạn nữa. Bạn cũng không cảm thấy là xấu hổ về việc bạn chưa đạt được thành tựu nữa. Mà thậm chí bạn dám đối mặt với những cái sai lầm đó. Rồi thậm chí nữa, bạn dám chia sẻ lại những cái lần sai lầm và vấp ngã của bạn với những người khác, để người ta rút kinh nghiệm và người ta không vấp ngã giống bạn. Thì lúc đó bạn lại tìm thêm niềm tin và giá trị nơi mình. Có bạn nào mà muốn trở thành một người truyền cảm hứng ạ? Các bạn nhớ cái tips đó.
đó là người ta đôi khi không muốn nghe thành tựu của bạn đâu. Giống như các bạn thấy Tuệ An lên sân khấu có bờ giới thiệu tôi là Tuệ An, tôi thế này, tôi thế kia đó. Mà bởi vì sao? Tại vì Tuệ An biết rằng các bạn phải tìm hiểu rồi các bạn mới đến chứ. Mà Tuệ An biết một điều rằng cái việc kể lể thành tựu của bản thân nó chẳng truyền cảm hứng một tí nào cả. Nếu mà ai nghĩ rằng cái việc kể lể thành tựu của bản thân là truyền cảm hứng thì đó là non và xanh lắm. Mà cái điều gì mới truyền cảm hứng này? Cái việc chúng ta dám nói ra những cái sự thật về bản thân mình. Có thể sự thật đó là khuyết điểm, có thể sự thật đó là sai lầm, là vấp ngã của bản thân, thì cái điều đấy lại vô cùng giá trị và cực kỳ giàu cảm hứng. Và lúc đó bạn dám đối mặt, bạn sẽ có được niềm tin trở lại vào bản thân bạn. Và nếu như bạn đang tổn thương, bạn phải dành thời gian quay về và chăm sóc cái tổn thương đó, niềm tin của bạn sẽ được lấy lại. Nếu như bạn đang yếu đuối, bạn phải học cách làm cho nội lực của bạn mạnh hơn. Đấy là nếu như bạn mất niềm tin vào bản thân nha. Còn nếu như bạn mất niềm tin vào người khác, thì khi bạn tin vào bản thân mình, bạn sẽ tin được vào người khác. Có những người nói rằng tôi không thể tin tưởng bạn đời của tôi. Thật ra là bởi vì tôi không thể tin tưởng được rằng tôi có năng lực sống hạnh phúc với anh ta. Có phải thế không? Sâu xa là thế nhưng chúng ta không dám thừa nhận mà thôi. Còn nếu như khi mà tôi tin rằng tôi có năng lực sống hạnh phúc với tất cả những người xung quanh tôi thì không bao giờ có câu tôi không tin tưởng anh ta nữa đâu. Còn nếu người khác mất niềm tin vào bạn thì sao? Người khác mất niềm tin vào bạn. Có bạn nào ở dưới này là thấy người khác mất niềm tin vào mình? Cha mẹ, bạn đời, con cái mất niềm tin vào mình. Có đúng không? Họ, mình nói họ không còn nghe nữa. Họ không còn tin mình nữa. Họ không còn muốn kết nối với mình nữa. Là người khác mất niềm tin vào bạn rồi đó. Vậy khi người khác mất niềm tin vào bạn thì bạn biết rằng mình đã gây ra tổn thương, vấn đề, lỗi lầm đối với họ, nên là họ đã mất niềm tin vào mình. Vậy thì để mình lấy lại niềm tin của mình với họ, đầu tiên là mình hãy nhớ, hãy xin lỗi và biết ơn. Lúc mà chúng ta ăn trưa, thế là chúng ta có nghe cái bài hát I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Đó là cứ lặp lại 4 câu đó thôi. Và đấy là 4 câu thần chú sẽ giúp chúng ta hàn gắn mối quan hệ với chính mình và với những người xung quanh nữa. Chúng ta thử mà xem nhé. Khi chúng ta đang ở trong một cái vòng vây của mâu thuẫn nào đó, một trong những cách giải quyết nhanh nhất đó là chúng ta đưa vào đó xin lỗi, biết ơn và yêu thương. Chúng ta chỉ cần đưa xin lỗi, biết ơn và yêu thương vào là người đó tự khắc hạ hỏa ngay được. Hoặc người đó dừng phản ứng tiêu cực ngay được. Bây giờ mình, hai người đang cãi nhau một mất một còn đi. Một người dừng lại. Em xin lỗi, em cảm ơn anh, em yêu anh. Người kia không nói được gì nữa luôn. Các bạn thử mà xem á. Người kia chắc là lúc đấy á khẩu luôn, không nói được gì nữa luôn. Hoặc là ít nhất họ sẽ bắt đầu, cơ mặt của họ sẽ bắt đầu giãn ra. Họ sẽ bắt đầu ổn hơn đấy. Nhưng mà vấn đề đó là mình bảo là mình không nói được á, thì bây giờ đấy là sự lựa chọn của mình thôi. Sự lựa chọn nào mà chẳng có cái giá của nó. Làm sao chúng ta muốn đi một con đường hạnh phúc mà bằng phẳng mọi thứ như ý mình được đâu. Mà mình không có nỗ lực cái điều gì cả đâu. Còn mình muốn chọn để mình đạt được những cái điều mình muốn, hàn gắn mối quan hệ với họ, để họ tin tưởng mình hơn, thì mình phải chấp nhận bỏ đi cái sĩ diện của mình, bỏ đi cái sợ hãi của mình. Đừng bao giờ muốn nhận mà không muốn trả giá, muốn nhận mà không muốn cho. Cái điều này là tệ lắm. Thế nên bỏ qua cái tư duy đó đi. Chúng ta phải xin lỗi và biết ơn họ chân thành. Nhưng cũng có thể họ tha lỗi cho chúng ta, nhưng họ không còn tin chúng ta nữa. Vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng mình phải cho họ thời gian.
Bởi vì khi thời gian trôi qua ấy, có thể cái vấn đề nó vẫn đó, nhưng mà cái con người đó đã được trưởng thành hơn rồi. Và khi con người đó trưởng thành hơn rồi, họ sẽ không coi những cái vấn đề cũ đó là một thứ quá nghiêm trọng nữa. Họ đã cảm thấy nhẹ lòng rồi, họ cảm thấy ổn rồi. Và chúng ta có nhiều thứ mình không làm thay việc được của thời gian đâu. Nên là để cho thời gian được giải quyết. Và mình vẫn không ngừng gửi cái năng lượng yêu thương và bình an của mình đến đối tượng đó. Và để người khác tin vào bạn nữa, bạn phải rút bài học từ sai lầm của bạn. Để làm sao bạn không vấp phải nó một lần nữa. Bạn vẫn có thể sai, bạn sai lỗi khác. Bạn không sai lỗi A đâu, bạn sai lỗi B. Nhưng nếu như cùng một lỗi A bạn sai 2 lần, thậm chí 3 lần, thậm chí 4 lần, cái đó không còn được gọi là sai lầm, mà cái đó được gọi là tội lỗi. Và khi mà chúng ta có tội lỗi với họ rồi, họ rất khó có thể có được niềm tin trở lại với chúng ta nữa. Thế nên đừng sợ sai lầm, nhưng cũng đừng đi vào vết xe đổ của chính mình. Bạn phải nghiêm túc sửa đổi, nghiêm túc rút bài học từ sai lầm đó. Và ai thì cũng sai hết, nhưng vấn đề là ai sai nhiều, ai sai ít. Và nếu chúng ta sai các vấn đề khác nhau, chúng ta sẽ học được các vấn đề khác nhau. Và khi mà chúng ta muốn người khác tin tưởng mình thì mình phải sống thật tử tế, mình phải sống thật tốt, và mình phải làm gương. Ví dụ như có một vài người bạn làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động chẳng hạn. Có bạn nào ở đây làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động không ạ? Và chúng ta có một cái phương pháp mà để tự chăm sóc mà không cần dùng thuốc Tây. Và chúng ta biết chắc chắn rằng cái phương pháp này rất là tốt luôn. Và mình làm việc trong cái lĩnh vực đó luôn. Nhưng mà người thân của mình không bao giờ tin. Vậy thì việc của mình là gì? Mình phải khỏe, mình phải tử tế, và mình phải giúp được cho nhiều người có được kết quả từ cái phương pháp tuyệt vời đó của mình. Thì lúc đó khi mình làm gương đủ lớn rồi thì người thân, người nhà của mình sẽ bắt đầu tin. Khi mà Tuệ An đi con đường này á, ba mẹ của Tuệ An không ai tin Tuệ An hết. Tin làm sao được? Họ đã nhìn thấy kết quả gì đâu mà họ tin. Mà con người chỉ tin á khi mà họ đã thấy kết quả rồi. Còn đâu cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu gieo nhân, chúng ta bắt đầu tưới tẩm, cây của chúng ta bắt đầu nảy mầm, nó bắt đầu lớn 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 một chút, thì đôi khi con người không nhìn thấy, hoặc nhìn thấy cũng lờ nó đi, coi như không thấy. Nhưng mà đến khi nó có kết quả tùm, chúng ta hái quả, chúng ta mời họ ăn cùng chúng ta, thì lúc đấy họ mới bắt đầu biết. Các bạn đang gieo nhân, việc của các bạn là cứ gieo, việc của các bạn tưới tẩm là cứ tưới tẩm. Và khi nào mà có kết quả, có thành tựu rồi á, thì hãy nhớ đừng có hưởng thành tựu đó một mình. Bởi vì á, chúng ta không bao giờ tồn tại được độc lập 100%. Chúng ta luôn tồn tại trong sự liên kết với rất nhiều đối tượng khác. Và để cho chúng ta có thành tựu ngày hôm nay, đó cũng là công lao đóng góp của rất nhiều những đối tượng khác vô hình và hữu hình. Thế nên khi chúng ta được thành tựu mà chúng ta đem đi chia sẻ với người thân, người nhà, với những người khác, chúng ta vừa có niềm tin ở họ mà chúng ta cũng vừa làm đúng quy luật của vũ trụ. Đó là chúng ta biết cách chia sẻ và cho đi. Và mỗi một lần chúng ta chia sẻ và cho đi thì cái hạt giống của chúng ta lại nảy mầm một lần nữa. Và đôi khi chúng ta chỉ gieo một hạt thôi, hạt đấy mọc thành một cây thôi. Cây đấy có rất nhiều quả, có khoảng 100 quả chẳng hạn. Và 100 quả đó chúng ta đi chia ra để gieo tiếp cho những người khác thì lại trở thành 100 cây mới, lại bắt đầu nở và bắt đầu gieo. Các bạn biết là lớp học này là lớp học mà Tuệ An và đội ngũ đang gieo không? Có nghĩa là Tuệ An hiểu được rằng tất cả các bạn ngồi đây đều là những người có tầm ảnh hưởng. Tôi nhìn xa không các bạn? Ít nhất là các bạn có tầm ảnh hưởng với chính mình, ít nhất là các bạn có tầm ảnh hưởng với những người thân yêu trong gia đình của các bạn. Nên chúng tôi sẵn sàng gieo vô điều kiện, chỉ cần các bạn có năng lượng tốt hơn, các bạn vui hơn, các bạn bình an hơn, hạnh phúc hơn. Và về nhà các bạn tiếp tục gieo điều đó với những người thân yêu của các bạn. Thế là hạt giống hạnh phúc của chúng tôi được nảy nở rồi. Và chúng tôi sẽ cười vui mỗi ngày, chúng tôi sẽ khỏe mỗi ngày. Chúng ta cũng hãy gieo hạt như thế. Nhưng hãy nhớ này, gieo đúng là cái gieo xuất phát chân thành từ cái tâm của mình, và xuất phát từ việc
mình thấy đối phương đang thiếu điều gì thì mình giúp cho đối phương có điều đấy. Và khi bạn làm gương sống một cách tử tế như vậy á, thì rồi trước sau gì bạn cũng sẽ có lại niềm tin của những người xung quanh với bạn mà thôi.